Đây là một cái đồng hồ cạnh tranh, đúng là đồng hồ kỹ thuật số nha khách. Nó chạy hoài vậy đó, nó bà trợn, nó chạy hoài đó. Nó bị cúm H5N1 hay là rút, nói chung nó bị biết bị gì đó, bị tào lao. Lúc đầu em mua là nó cũng bị gì, nó chạy hoài vậy đó. Rồi có một khách ổng cũng hay lắm, ổng cũng chuyên điện thoại lắm, ổng lại mua, ông mua rồi cho đảo nó thôi quá ơi, làm ơn cho anh đổi là đi quá, thua anh chỉnh hoài chỉnh không được, ngày đêm suy nghĩ hoài chỉnh không được. Nó, trời anh chỉnh không được sao em biết được em chỉnh. Rồi anh nói cái này anh lựa được cái này quá trời đẹp vừa ý anh ơi, bán anh không 250, thôi giờ không được bán 234 năm, xây nó 34 năm ha, mặt kính cực kỳ đẹp. Con này hiện bán giá 200.000, ship toàn quốc 30.000 nha, nó nặng lắm, nó nặng hơn mấy con kia rất nhiều. Nó thiếu cái nắp đậy này nha quý khách, cái nắp đậy pin. Ngày 1 tháng 1 nè anh chỉnh nè nha, nó có nhiệt độ nè, độ ẩm nó nè, thấy không đó, 28 độ C, 78% độ ẩm nè. Cái nút quan sát bấm 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 vậy đó, bấm vậy thôi chứ em cũng không biết sao chỉnh nữa. Em là chuyên gia lười mà, lười chứ không phải lừa nha. Chỉnh chỉnh nó mất thời gian lắm, bảo hẳn cũng tháo ra anh hùng lắm, tháo ra hư hết mấy cái rồi, tháo ra coi nó có gì chổng mà sao mà bị hư. Phải cái máy mà bị pin chảy pin thì nó hư mình không tiếc, thấy nó khô ráo mà hư tháo ra, thao tới thao lui hư hết ba máy cho anh kia luôn, cho anh thợ luôn, anh lại đến mua đồng hồ hoài luôn á. Rồi nói chung là con này nó bị tuấn nha quý khách, nó cứ chạy sòn sòn vậy hoài vậy đó, nó không ngừng nha. Các nút bấm thì em thấy còn bấm bình thường ha, nó ở chạy 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 ve, nó cứ chạy chạy tiếu thiệt. Quý khách giờ thấy cái máy đồng hồ làm chạy ve chạy rồi chạy tới là chạy tới là theo em nghĩ là chạm nó mát mạch gì ơi. Tiếu tiếu tiếu, đúng là cái đồng hồ chỉ có em quá Nguyễn Vinh Thịnh mới bán đồng hồ này ngợp. Dữ giá 200.000 nha quý khách cô chú anh chị em. Rồi ok quý khách cô chú anh chị em nào mà không mệt mỏi với thời gian, muốn nghiên cứu em nó thì đem em nó về mà nghiên cứu, chứ em thì bó tay rồi. Rồi em quá Quyền Nhân Thạnh, thành phố Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng này đại Nhật nha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Quý khách của chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài sửa nghiên cứu thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Trả Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em. Và em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.